dựng mắt các bác và anh em. Hành Nguyên đang trình diễn chất âm của một cặp loa Mỹ bãi đến từ thương hiệu JBL, có model là MR935, một dòng loa dùng 3 đường tiếng bát 40, trung 20 và tép kèn. Thì với dòng loa này luôn cho một trường âm rộng rãi và đi xa, với cấu trúc đặc biệt đó là thùng gỗ bọc da, do vậy có độ bền cao và độ thẩm mỹ tinh tế. Với dòng loa này các bác lại chơi được tất cả dòng nhạc như là Zumba, Remix, Bolero, nhạc trữ tình, nhạc đồng quê, nó đều thể hiện rất tốt về các giải đần như là bát trung tép, tiếng bát đánh sâu, đánh đực, giải trung ngọt và tiếng tép đánh cao sáng tươi. Khi hết ra ok cho dòng ca thoáng bay rộng rãi, mời bác cùng nghe nhá, quá hay luôn. Loa tình trạng đẹp xuất sắc, bóng liếng, đen quýt, giá hiện tại rất hợp lý nhá, 27 triệu bao ship với cặp là 935 này. Chào thế. Tiến gần đôi loa để có thể ngắm nhìn nhá. Ở đây là đôi loa bãi, nhưng mà em chuyển chuộng một cách xuất sắc nhá. Dòng loa thiết kế là hình thang cân, thùng gỗ bọc da, hình trạng đen quýt, bóng liếng, tất cả góc cạnh nhá, không có chảy xước gì cả. Đấy, bên ngoài ở bên trong thì tất cả bao đẹp, bao zin cho tất cả các bác anh em xem này. Loa các bác để phòng khách thì nó tăng cái độ đẹp, bắt đầu đẳng cấp cho gia đình nhà mình. Nghe nhạc cái như nhà ngọc luôn, bạn xem này, tất cả góc quay em quay rất là chậm để bạn ngắm nhìn một lượt xung quanh dòng loa này. Về được một đôi duy nhất bác nhá, này bác nhìn này, MR935 hỗ trợ 3 cổng vào, là rất tại Mỹ, made in USA luôn nhá, một đôi này quá đẹp. Đấy, bác thấy như anh em đã bán cái loại 925 đẹp đẹp, tầm 25-26. Nên này 3 đường tiếng bán có 27 triệu nhá, rất rẻ, 835 là 25 triệu. Bao đẹp cho bác, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tất cả của bác của tép xuất sắc quá nhá. Bác cần thông tin hình ảnh về cặp loa này, em đủ nhá, quay bát, quay tép, quay trung, quay vân tần, vào trong. Nghe cực chất luôn, cái này bác hát và nghe nhạc thì không có gì để chê. Đặc biệt dòng loa Mỹ, nó thể hiện rất tốt ở những giải cao và rất cao, thấp và rất thấp thôi nhá. Và giải giữa thì nó rất là ngọt và nó chi tiết. Mọi khi mua sắm, bác liên hệ với em số thoại 0936 583 140. Anh Nguyễn giao hàng toàn quốc. Và các bác có nhu cầu thì chuyển khoản trước cho anh Nguyễn 1,5 triệu hoặc 2 triệu nhá. Em sẽ chuyển loa đến các bác kiểm tra, chuẩn chỉ, thanh toán nốt cho tiền còn lại em. Anh Nguyễn cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Và em sẽ quay qua một lượt bác nhìn này, rất nhiều đôi loa Mỹ đang ở nhà em, đấy, giới thiệu một đôi thôi, bác đã bị phân tâm, nhiều lắm.